Kính thưa quý vị, ca khúc mà quý vị sắp được thưởng thức ngay sau đây là một sáng tác rất tuyệt vời của nhạc sĩ Chí Nhân. Bài hát này tựa như một câu chuyện cổ tích đầy du dương và tâm tình, lời bài hát nhẹ nhàng và sâu lắng như lời dặn dò đầy yêu thương của mẹ dành cho con thơ. Mời quý vị cùng lắng nghe chuyện xưa mẹ kể qua giọng hát của Huyền Trang và bé Khánh Ly. Con đó có mẹ là Maria, cũng
tất cả.